Nít đi xe được mà. Nít dễ ngủ, đi xe ngủ. Hiền. Cần lấy vai được mà. Ghế ngầu chạy chậm chạy. Lê nặng mụn quay làm cái gì vậy? Mua quay thôi thì quen rồi. Bà rung như cái sấy à. Anh biết mình bay nữa. Chứ cho bà rung, bà rung mà bà nhịp luôn á. Rung như con cá rung luôn đó. Cái em đi vừa vừa thôi, cái rung như cái rung cân, càng nó là càng rung. Rung lắm. Anh cười ngóng cái đi chứ. Cảm giác cái tay cái nhịp lên mặt luôn á. Nhưng hồi trước cũng rung này. Cũng nhung sao khỏi nó đâu, cũng kinh kinh không nó á, xong thừa nhận nó rung nó hết. Thấy nghe gió cà phê bị rung chứ không phải rung. À, thì uống cà phê thì ai nói chị đau thì đừng uống nữa.
đau cái tay. Cái gì? Từ từ đi coi hang cầu chỗ này xí nè. Nó nhiều chứ sao?